sao để bảy trả thù. Đến bảy trả thù. Trời, anh bảy trả thù chưa? Chàng A stream vui vẻ. Ôi ôi, thằng Lót 2 nó hỏi kìa, Yasuo đâu rồi? Trời là trời, nó hỏi tôi biết đánh Yasuo không? Bạn ơi cho tôi xin refund tu rau nam do trước cô bạn. Rau này kinh tế khó khăn quá. Có không giữ, mất được tiền. Sao lại có Olaf đi mid thế này? Sao Olaf đi mid cầm chinh phục lá trắng là làm sao? Anh chơi cái gì vậy? Anh chơi game ngộ cái đời quá hà. Quá đáng lắm luôn á. Nhưng mà vấn đề là làm sao mới được? Tự nhiên cầm cô Olaf ra xong rồi cầm chinh phục lá trắng là làm sao? Nè, nè, cái gì con chó không? Bật cái lá trắng lên. Đó. Gà. Ui, gà. Ơi, không được. Không được, không đủ đam, không có thiêu đốt. Cái pha này á, đai thì đai được đó, nhưng mà cái rủi ro là rất lớn. Rủi ro đầu tiên á là rủi ro con Olaf nó sẽ outplay được mình. Rủi ro thứ hai á là con Kajit có thể xuất hiện. Tỷ lệ như vậy là không đánh, cơ bản thôi, cái pha cơ bản thôi. Ôi giời. Quá tốt. Nhưng mà nếu mà pha đó mà bạn mất rét rồi. Thôi cũng được, bạn cũng được. Trời ơi, cũ nhở. Em về rồi anh đẩy quay lính đi. Sao thế nhờ? Rồi, còn đứng anh nhảy nữa. Anh đẩy cái mây nín đi. Anh đẩy lẹ anh đi ram kìa. Trời ơi, bực mình rồi đó nha. Úi dồi ôi, cái gì đây? Nè, hết sát thương luôn. Giết luôn mày nè. Ổn, ổn. Két mạng luôn nè. Lùm cái mạng luôn nè, đéo két được. Đúng là anh Cường bậy cháy mà. Đánh con Yasuo quá cháy. Vậy mà thằng Ragaz hồi nãy nó hỏi tôi là có biết đánh Yasuo không? Trời là trời. Nếu như bây giờ nhá, mà đẻ ra mà không biết đánh Yasuo thôi á, đẻ ra vừa đẻ ra thôi là thất bại. Chui lại, chui vô lại là hợp lý. Đừng nên chui ra nữa. Sau này nếu mà bây giờ mà vừa đẻ thằng con ra, nó vừa lọt cái đầu ra là quay qua hỏi nó liền. Biết đánh Yasuo không? Nhóc. Nó mà kêu không biết là nhét vô lại liền. Yasuo là cái thứ quá cơ bản. Đánh Yasuo là một trong những thứ quá cơ bản. Cơm có thể không ăn nhưng Yasuo không thể không đánh. Hỏi lạ thì chứ. Hỏi biết đánh Yasuo không? Trời ơi trời. Ủa? Ê da, nó có lá trắng không ơi? Làm sao để bảy trả thù? Để bảy trả thù! Trời, anh mày trả thù chưa? Olaf ơi. Trên đời này ai đã đánh con Olaf cầm cái lá trắng như thế? Không thể nào, khoảng cách là quá xa. Cái đéo gì đấy? Ơ kìa. Trời ơi, hai thằng tào lao. Ok, tép tôm. Cái thế khổng minh, cái thế mồi câu, rõ ràng. Trẻ con mới đẻ ra thì chưa nói rõ được, nên nếu hỏi xong mà tự dưng trên đầu nó hiện thông thạo bảy là biết ngay nhà có phúc. Nó cũng đúng, nhưng mà nó hơi nhạt. Thêm tí muối nó thì hợp lý. Nó cũng đúng, nó không sai. Nếu hỏi nó là đó là một câu dốt có hài hay không thì có, nhưng mà nó thiếu một tí muối. Thì cũng giống như nấu canh chua vậy đó. Chua hay không là phụ thuộc vào gia vị, đúng không? Đúng. Đấy là tô canh chua. Nhưng mà chua hay không là một chuyện. Có tô canh chua thì lạc nhách. Có tô canh chua thì ngọt ngay, đúng không? Có tô canh chua thì mặn chặt. Đó, tùy thôi. Tùy gia vị. Đúng là cái câu đó là câu hài đấy. Nhưng mà hơi thiếu muối xíu. Ví dụ như kết câu á, ông ghi thêm là muối á, thì nó mặn được tí. Mình thêm tí muối vào, là như vậy mà. Còn không thì mình có thể nói một cách khác là iốt cũng được. Iốt đéo phải là chất mặn à? biết đéo đâu, nhỏ nghe múa iOS đó biết một nghề đâu. Ok nè. Ui rồi ôi. Ai làm gì đâu. Nếu mà phải chó này thuận tay trái gõ cái gàng. Cây thế nhỉ, chơi game mà thuận tay trái nhỉ. Ồ, quá ngon. Có cái này luôn. Nếu như mình xét theo một cái góc độ hình học nào đó thì cú đúp R đó là trí tuệ, nhưng mà chưa đủ. Và nó hơi sớm. Hết G rồi anh hai à. Đây còn là gì cho chúng ta. Cảm ơn Triều, cảm ơn Thông Minh nha. Hát hay vậy đấy. Thiếu muối nha ông ủng hộ bà con à. Mặc dù cái đồ này của ông nó hơi nhạt nhưng mà tôi hát hay vậy đấy. Đẹp boss đi bồ, tôi đã trên top rồi bồ còn chạy lên top nữa. Quay. Mày chạy đi, tao đang ở cánh trên rồi. Gà mấy. Ê, tao kêu thằng A chóc gà chứ tao không có kêu con gà này nha. Mơ. Nè, giết mày luôn nè mày, giết mày luôn. Nam mô Di Đà Phật, gít đi cột. Con chó này, tao kêu con A chóc gà mà tao có kêu mày đưa tao con gà đâu. Chó này, hồi đó đéo có cái bất game gì hiện lên cho tôi giết luôn con Olaf đi cho nó cay. Vừa nhắc gà đưa mình nguyên con gà trên đầu luôn. Rồi ta đã chót thời gian. Giờ ở nơi còn lại gì cho chúng ta. Bài này bây giờ tên gì đéo biết luôn, đéo biết tên bài hát luôn. Bài này của Trịnh Năng Bình. Nhạc của Trịnh Năng Bình á thì nhớ lời, đéo nhớ tên. Còn nhạc của Mr. Siro thì nhớ tên bài, đéo nhớ lời. Rồi rồi, chịu. Mày thủy độn hả? Không độn mày liền. Sao hôm nay không có tun vậy a? Anh Sáu chiều nha em. Ai? Ăn được blue, khoe thông thao 7. Hồi mana nhanh, thầy chiêu tốt. Úi giời. Chém mày luôn con. Ôi, rồi. Trời ơi, mẹ làm cái gì? Chỉ tính ra nếu như mà cái thời đó Uchiha mà biết phong độn thì đã đéo bị diệt tộc nha. Vậy rồi, những người đồng đội tốt, những người mà sẽ giúp Cường Bảy Núi biến thành Optimus. Đéo phải thằng này. Đéo phải thằng này. Những đéo phải thằng này. Người đồng đội đó. Hoặc là về đi. Những người đéo phải thằng này đồng đội đó. Nhân lúc anh đang vui e nói chứ cô nói lúc khác anh lại buồn chứ nhìn anh lúc bực mình kênh chat hay đâu nết sàm mặt kiểu như bị táo bón nhưng vẫn cố livestream ấy mặt buồn phải không? À, mà trên 7 được. Đây, đây là cái tác dụng duy nhất của cái len Megamid. Nếu như mà mấy ông ăn nè, đó. Và cái khúc này nè là cái tác dụng duy nhất của nó đó. Nhưng mà ông thấy nãy giờ team tôi đang win xong rồi bút cái Mega tự nhiên giờ cây xa 215 lính thấy không? Hại không? Nó farm quá cả đấy. Yasuo Blue cũng chiến đấy à. Cảm ơn Chiều nha Chiều. tôi có nên kết bạn với lại thằng Ragaz không ta? Thằng này chiến, thằng này mới vô hỏi biết đánh Yasuo không, xong rồi kêu tôi lóc Yasuo, lóc con Ragaz. Thằng này được, tại vì con Yasuo với con Ragaz đó rất là hợp với nhau. Được, thằng này được à? Thằng này được. Thằng này cũng vừa trải qua một mối tình nè, đặt tên là Forget Her nè. Đấy, này có tố chất, các bạn đây. Rõ ràng. Ao Pan pick thì thua cơm bát thôi. Ui, thằng chó này nó chửi sao nhột vậy ta? Sao nó chửi mấy thằng kim cương gách mà mình nhột vậy ta? Chó này ác thì chứ, nó chửi kim cương gách mà mình nghe tự nhiên mình kiểu mình đau. Giống như là có cái gì vừa mới đâm vào trong người của tôi á.